Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chân sạc của Vsmart B3 đang chờ thay mới trong khách hàng tại di động cao cấp.vn. Chân sạc của Vsmart B3 nó khác với các mẫu điện thoại khác của Vsmart, nó được hàn chết trên bo mạch chủ của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc pin của Vsmart B3 lỗi hỏng, sạc pin lúc được lúc không chập chờn. Đó dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần chân sạc của Vsmart B3 đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Vsmart B3 nói chung và phần chân sạc của Vsmart B3 nói riêng thì mới cho các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship chân sạc của Vsmart B3 đến tận chỉ vì các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới chân sạc cho Vsmart B3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.